Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là tội ác. Những ngày qua, tuyến phòng dịch Việt Nam, niềm tự hào của Đảng và Chính phủ Việt Nam đã bị đâm thủng khi những ca lây nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Đà Nẵng sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định chủng virus lây lan ở Đà Nẵng là chủng thứ 6 tại Việt Nam. Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận và chủng virus mới lần này xuất hiện và xuất phát từ bên ngoài. Mọi sự chú ý hay đổ dồn vào những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thời gian gần đây. Và việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với sự tiếp tay của một số người Việt Nam đang làm dấy lên chỉ trích gay gắt trong dư luận trước nguy cơ nỗ lực chống dịch như chống giặc có thể bị đổ vỡ. Đây là hình ảnh Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lào Cai mới ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 3 người về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Các bị can bao gồm Phạm Văn Phong, Nguyễn Văn Hữu cùng trú tại Bát Sát, Lào Cai và Nguyễn Ngọc Khánh, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên. Trả lời phỏng vấn đài BBC, luật sư Lê Trung Phát từ hãng luật Lê Trung Phát, Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang có các ca nhiễm trong cộng đồng ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào khu vực này không chỉ là phạm tội mà còn là tội ác. Có thể nói, tội phạm nào cũng đáng bị lên án bởi nó để lại hậu quả lớn cho xã hội, xâm phạm đến trật tự xã hội và được pháp luật bảo hộ. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch bệnh đang khiến các nước trên thế giới gặp nhiều khó khăn, trong đó có Việt Nam, mà những người phạm tội lại thực hiện các hành vi nêu trên, thì đây có thể được coi là một tội ác. Và hậu quả của nó để lại cho xã hội là vô cùng lớn, làm cả hệ thống chính trị phải tiếp tục vào cuộc để phòng chống, đảo lộn cuộc sống của mấy chục triệu người dân, làm ảnh hưởng và suy thoái cả một nền kinh tế, tốn kém không biết bao nhiêu ngân sách cho nhà nước. Nó cũng chẳng khác gì so với hành vi diệt chủng, bởi nó đã được gieo rắc cái chết đến cho rất nhiều người nếu họ không được chữa kịp thời. Và luật sư Lê Trung Phát cũng cho biết, những người tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều số 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi vào năm 2017 với tội tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Đây là hình ảnh hai phụ nữ Đinh Thị Từ sinh năm 1983 và Hoàng Thị Thơm sinh năm 1980 cùng trú tại thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, bị khởi tố hình sự về hành vi tổ chức đưa 9 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép theo khoản 2 Điều 348 Bộ Luật Hình sự về tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Theo đó, tùy vào tính chất mức độ như phạm tội từ 2 lần trở lên hoặc đối với từ 5 người trở lên hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn thì có thể bị đối mặt với khung hình phạt tù từ 5 năm cho đến 15 năm tù. Bên cạnh đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Luật sư Phát cũng phân tích rằng những người phạm tội này có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52 Bộ Luật Hình sự 2015 với các tình tiết như phạm tội có tổ chức hoặc là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp và đặc biệt lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội. Vị luật sư này cũng nói tiếp, như vậy, khi áp dụng khung hình phạt trong giới hạn của Điều 348 thì họ sẽ bị áp dụng gần như là ở mức độ cao nhất của khung hình phạt mà họ bị truy tố, tức 15 năm. Luật sư Phát cũng nêu quan điểm rằng trong hoàn cảnh này chúng ta cần triển khai nhanh công tác xét xử người phạm tội để sớm tiến hành trục xuất những người này ra khỏi Việt Nam, tránh phải tiêu tốn thêm ngân sách để điều trị cho họ và cũng tránh làm ảnh hưởng chung đến lợi ích quốc gia đối với các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi phát hiện hành vi vi phạm và nhập cảnh có nguy cơ lây dịch bệnh cần áp dụng các biện pháp cấm nhập cảnh và nhanh chóng cho họ quay trở lại quốc gia lãnh thổ mà họ đã đến. Và trước tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh lậu bị phát hiện ngày càng nhiều, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã chất vấn các cơ quan chức năng trong buổi họp trực tuyến sáng ngày 25 tháng 7 rằng những người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép bằng đường nào, trách nhiệm thuộc về ai. Đây là hình ảnh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung tá quân đội Đinh Đức Long cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc phải chịu một phần trách nhiệm liên quan đến thể chế. Ông Long giải thích như sau,
Thể chế ở đây là giữa Việt Nam và Trung Quốc có hiệp định cho phép người Trung Quốc nhập cảnh vào một số điểm ở Việt Nam không cần visa. Chẳng hạn như Quảng Ninh, vùng biên giới được đi về trong ngày hoặc được một thời hạn nhất định nào đó, và họ được lái xe vào đến tận Lạng Sơn. Nếu họ đi tiếp, ai cản được? Đó là kẽ hở về mặt thể chế. Có nghĩa là ông Phúc phải chịu một phần trách nhiệm, không phải hoàn toàn. Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới chung trên đất liền dài 1.350 km, đi qua 7 tỉnh bao gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Ngoài những cửa khẩu chính như cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Đồng Đăng, cửa khẩu Móng Cái, giữa hai nước còn có rất nhiều cửa khẩu phụ và đường mòn lối mở nên việc qua lại không dễ kiểm soát. Cũng theo tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của Chính phủ Việt Nam, thì về lý thuyết thì cửa khẩu chính là nơi khách quốc tế có thể qua lại, còn cửa khẩu phụ là nơi cho dân cư các huyện, các xã vùng biên giới qua lại. Đường mòn lối mở để giao thương, hiện nay hai nước đều có sự căng thẳng vì dịch nên mở cửa khẩu chính hay phụ thì việc kiểm duyệt cũng rất chặt chẽ. Tuy nhiên, để tăng cường hợp tác hữu nghị hai nước, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biên giới, giới chức Việt Nam cho phép xe tự lái Trung Quốc được phép đi lại giữa hai bên biên giới ở một số tỉnh. Đây là hình ảnh cửa khẩu quốc tế Lào Cai trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm 2018, khách du lịch Trung Quốc từ Quảng Tây có thể lái xe đến tham quan khu vực Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ngược lại, khách du lịch Việt Nam cũng có thể lái xe đến tham quan thành phố Sùng Tả, thành phố Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ngoài Lạng Sơn, từ tháng 3 năm 2018, xe Trung Quốc theo tour du lịch cũng được phép vào thành phố như Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Còn xe không theo tour du lịch thì được vào thành phố Hạ Long từ tháng 1 năm 2017. Và cũng không chỉ người đứng đầu chính phủ phải chịu trách nhiệm, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan quản lý cũng liên đới trách nhiệm. Ông Đinh Đức Long tiếp tục nhận định như sau. Còn vấn đề con người, khi người Trung Quốc đi qua đường mòn, lối mở, đường tắt thì có người Việt ăn tiền, dắt họ qua, thậm chí họ mua chuộc những người làm nhiệm vụ ở đó. Rõ ràng, khâu kiểm soát an ninh cửa khẩu biên giới rất lỏng lẻo. Những người đấu tranh ôn hòa thì có khi đi cả tiểu đội công an gác cửa, đi đâu cũng có 3-4 người đi theo, trong khi giặc nó mang bệnh vào, mang rối loạn an ninh trật tự vào thì chả canh được. Người dùng Facebook Hà Phan thì viết như sau, không chỉ sợ hãi dịch bệnh mà còn bởi an ninh quốc gia, vì làm gì có quốc gia nào chấp nhận chuyện đã vượt biên trái phép rồi thản nhiên lên xe từ Bắc vào Nam đến Đà Nẵng, Quảng Nam, sinh hoạt bình thường vài ngày mới bị phát hiện. Trừng trị nặng những kẻ rước kẻ lạ vào nhà chưa đủ, những người quản lý cũng phải chịu trách nhiệm. Chuyện quốc gia đại sự chứ phải đơn thuần đưa người kiếm ít nhân dân tệ đâu nhỉ, giặc cả sau lưng lẫn trước mặt chứ đâu xa. Và một vấn đề khác cũng được đặt ra, đó là xử lý người phạm tội quốc tịch Trung Quốc. Đây là hình ảnh một số trường hợp tội phạm Trung Quốc hoành hành tại Việt Nam, và Việt Nam đã trở thành điểm đến lý tưởng của tội phạm người Trung Quốc. Nhiều người lo ngại rồi đây Việt Nam sẽ đưa tội phạm Trung Quốc về lại nước này như nhiều trường hợp trước đây. Mọi chuyện sẽ chìm xuồng và vấn nạn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ không giải quyết được. Và Việt Nam vì thế vẫn là điểm đến của tội phạm Trung Quốc. Có thể nêu vài ví dụ, tháng 9 năm 2019, một đường dây sản xuất ma túy với số lượng rất lớn do nhóm người Trung Quốc điều hành tại tỉnh Bình Định đã bị cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra và phát hiện. Người cầm đầu tên là Cai Ly từng bị Trung Quốc phạt tù về hành vi tương tự. Sau khi được ân xá, Cai Ly đã chọn đến Việt Nam. Trước đó, gần 400 nghi phạm người Trung Quốc phạm tội điều hành và đánh bạc trong đường dây đánh bạc tại khu đô thị O City, Hải Phòng đã được dẫn độ về Trung Quốc. Ông Đinh Đức Long tiếp tục cho rằng, về quan hệ quốc tế thì Việt Nam và Trung Quốc có hiệp định dẫn độ. Nếu việc này do Trung Quốc chủ trương thì Trung Quốc sẽ yêu cầu dẫn độ về nước để xử. Và Việt Nam có dám xử hay không, hay là đớn hèn phải dẫn độ về Trung Quốc? Mặc dù nói về lý thuyết, khi anh phạm tội trên đất nước Việt Nam thì thẩm quyền xét xử thuộc về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ do dẫn độ về nếu họ tội phạm ở Trung Quốc rồi trốn sang Việt Nam. Về lý thuyết, về thông lệ quốc tế là như vậy. Rất nhiều trường hợp người Trung Quốc vi phạm pháp luật tại Việt Nam được dẫn độ cả tội phạm và tang vật về Trung Quốc, mặc dù Việt Nam và Trung Quốc chưa ký kết luật dẫn độ. Và trở lại với ổ dịch ở Đà Nẵng, thành phố biển miền Trung hiện đang đứng trước nguy cơ phân tán dịch theo kiểu Vũ Hán của Trung Quốc. Đây là hình ảnh hành khách làm thủ tục tại sân bay Đà Nẵng vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2020. Nhà báo Trần Quang Vũ đã phân tích trên trang Facebook cá nhân rằng Vũ Hán phát hiện sớm cho di tản người mang mầm bệnh khắp thế giới, rồi công bố có dịch và phong tỏa. Đà Nẵng
chưa biết nghi ngờ bệnh từ hôm nào, nhưng ngày 25 tháng 7 vẫn lập lờ xét nghiệm 3 lần dương tính, nhưng còn tiếp tục xét nghiệm để khẳng định. Chỉ 2 ngày đã có đến thông báo với số 15 và số 16 của Bộ Y tế, và có đến 7 điểm có khả năng lây lan theo kiểu thác lũ. Tối ngày 27 chính thức có thêm 11 bệnh nhân dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Một động thái có thể coi là khủng khiếp, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế chưa phản ứng thì hàng không kêu gọi lập cầu hàng không để đưa người trong vùng dịch tứ tán ra cả nước. Thực tế thì ngày 27 tháng 7, Đà Nẵng nhộn nhịp giao thông và các ngả để khoảng 60-80.000 người đang ở Đà Nẵng chạy về các tỉnh khác. Riêng Hà Nội dự tính là từ 15-20.000 người về từ vùng dịch Đà Nẵng. Đáng nói là sau hai đợt dập dịch kết quả tốt, dân thường Việt Nam cũng hiểu, phát hiện dịch là bao vây tại chỗ, sàng lọc và cách ly có trật tự theo chuyên môn y tế, thì lần này phát hiện xong, phân tán người có nguy cơ khắp nơi trong nước. Rõ ràng là có ý đồ xấu hay là ngu dốt. Và đến nay vẫn chưa tìm ra F0 và chưa công bố đường dây lây lan như đợt 2 là điều đáng hết sức e ngại. Trong bối cảnh thủ đô Hà Nội đón khoảng 15-20.000 người từ Đà Nẵng trở về đợt này, chiều ngày 27 tháng 7, tại cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán ở thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kêu gọi người dân thủ đô khẩn trương áp dụng các biện pháp chống dịch, đồng thời cần giữ bình tĩnh vì thành phố đã qua 105 ngày không phát hiện các ca mới ngoài cộng đồng. Ông Chung nói và đề nghị tất cả các trường hợp đã đến 6 khu vực như Bệnh viện C, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, quận Liên Triển và quận Hải Châu phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà. Những trường hợp đến Đà Nẵng song không vào 6 khu vực nói trên thì chủ động khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và thực hiện giãn cách trong gia đình. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 7 năm 2020 với bản tin Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là tội ác. Các bạn hãy chia sẻ video này, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de cho nhiều người cùng biết và gửi lời chào các bạn từ Berlin. Hẹn gặp lại các bạn bản tin lần sau. Trung Khoa, Thời báo.de.